cuộc sống mà, cứ tận hưởng đi. Mấy miếng cà, một ít rau, thành cơm thì nấu hồi nãy rồi. Thì đó cũng là thế mẹ những cái ổ gà trên đường đi. Đúng rồi, mình phải nương đấy với bản thân mình trước đã. Mình đói rồi mình ăn, mình buồn rồi mình ngủ, ngủ dậy rồi mình uống cà phê. Cho dù bạn có ngồi nhầm chuyến xe buýt thì bạn vẫn phải tới bến. Mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó. Chuyến xe của đời mình không có ai tận hưởng dùm cho mình đâu. Mọi thứ mình làm nó đều không có kịch bản. Phải thôi đặt ra những quy tắc thế này, phải thế này, phải thế nọ. Nên kịch bản làm cái gì để tạo ra một điều gì đó hay ho, có giá trị cho cuộc sống sao? Mình không có kêu gọi donate, không có kêu gọi điện thoại cho mình về cái món ăn tinh thần này. Tại vì mình thích được làm việc và mình thích được có tiền. Nhớ subscribe, subscribe ở đâu ta? Ở trên cái màn hình, subscribe ở đây, hoặc là ở đây.